Các nhà khảo cổ học phát hiện tranh ghép khổng lồ trong lăng mộ ở Amphipolis, tin từ Hy Lạp. Theo Bộ Văn hóa Hy Lạp vào hôm Chủ nhật vừa qua cho biết, các nhà khảo cổ nước này đã vừa phát hiện được một bức tranh ghép lớn đầy màu sắc và chi tiết được khai quật trong một lăng mộ cổ ở thị trấn Amphipolis. Bức tranh ghép nói trên bao phủ toàn bộ mặt sàn trong căn phòng thứ hai của ngôi mộ có kích thước chính xác là 3 x 4.5m. Bức tranh này được ghép từ các viên đá màu đỏ, trắng, xanh, màu đen và vàng, được đóng khung với một đường viền Minder, một biểu tượng của Hy Lạp cổ đại. Nội dung của bức tranh mô tả một cỗ xe được kéo bởi hai con ngựa trắng và có người cầm lái đội vòng nguyệt quế trên đầu. Vị thần cổ đại của Hy Lạp là Hermes cũng được xuất hiện trong bức tranh, đảm nhận vai trò của một người dẫn đường cho các linh hồn đến thế giới bên kia. Theo các nhà khảo cổ học cho biết, thì phần giữa của bức tranh đã bị hư hại. Tuy nhiên, họ cũng đã tìm thấy những mảnh ghép bị vỡ và sẽ cố gắng để khôi phục lại bức tranh trong vài ngày tới. Hồi tháng trước, thì các nhà khảo cổ học đã phát hiện ra hai bức tượng phụ nữ được đặt trước cửa của căn phòng chứa bức tranh. Ngoài ra, họ còn tìm thấy hai bức tượng nhân sư làm từ cẩm thạch đứng gác bên ngoài lối vào lăng mộ. Ngôi mộ này nằm ở khu đô thị Amphipolis, cách khoảng 100 km về đông bắc của thành phố Thessaloniki và được ước tính xây dựng từ thế kỷ thứ tư trước công nguyên. Đây là thời kỳ cai trị của Alexander Đại Đế, người đã qua đời vào năm 323 trước công nguyên. Ở thời cổ đại, Amphipolis là một căn cứ hải quân quan trọng và Alexander đã từng dẫn quân đi qua thành phố này. Hiện vẫn còn rất nhiều suy đoán về chủ nhân của ngôi mộ cổ. Tuy nhiên, phần lớn mọi người đều cho rằng đó là một tướng lĩnh, mẹ đẻ hoặc vợ của Alexander.